Chào các bạn, shop mới về thêm 2 cây Etin 028, hàng Đức xịn mà nhá, zin nguyên bản. Dòng này siêu mạnh luôn, siêu bền nữa, dùng không biết bao giờ nó mới hỏng luôn, cắt cực sướng. Một cây xấu tí thì mình bán giá là 5,2 triệu nhé. Còn cây này còn đầy đủ mọi chức năng. Bây giờ mình sẽ nổ thử cho bạn nghe nhé.